Thưa quý vị, nhắc đến câu chuyện về giáo dục thì đối với những học sinh mà chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa thi đại học, họ có rất là nhiều những lựa chọn khác nhau. Nhưng mà đối với những sinh viên mà đang theo học tại các ngành ngôn ngữ khác không phải là tiếng Việt thì có rất ít những sự lựa chọn. Nhưng thông tin sau đây sẽ là một thông tin vui đối với các bạn đang yêu thích cũng như là đang học văn hóa Nhật Bản. Đó chính là họ sẽ có thêm một lựa chọn khác với khoa quốc tế ngành Nhật Bản tại Đại học Đại Nam Hà Nội. Đây là kết quả sau lễ ký kết hiệp định chiến lược giữa Đại học Đại Nam và Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng tiếng Hán là GLIN tại Hà Nội vào ngày hôm qua. Vào năm 2015, trong lần đầu tiên khi Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không dùng chữ Hán GLIN đến Việt Nam nhằm quảng bá tiếng Nhật, thì Đại học Đại Nam đã trở thành thành viên đầu tiên của Hiệp hội. Với suy nghĩ muốn tổ chức học và thi thành công thì phải xuất phát từ những người nói ngôn ngữ đó. Vì thế, trường Đại học Đại Nam đã kết hợp cùng với GLIN để cho ra đời một chương trình có chất lượng đào tạo bằng tiếng Nhật. Như các bạn đã biết thì những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản rất phát triển. Lượng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam rất nhiều. Tôi rất tin là khi các bạn học ngành này, thì sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể đi làm được ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Tôi đánh giá nhu cầu học ngành này rất cao tại Việt Nam. Được biết, khoa quốc tế ngành Nhật Bản tại Đại học Đại Nam sẽ có tới 50% giảng viên người Nhật giảng dạy và đào tạo tiếng Nhật. Chương trình đào tạo được thiết kế đa dạng, bao gồm cả văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế và con người Nhật. Cơ sở vật chất cũng sẽ được thiết kế đặc biệt phù hợp cho việc giảng dạy. Cái chuẩn đầu ra của sinh viên học cái ngành khoa quốc tế ngành Nhật Bản học tại trường Đại học Đại Nam, các bạn ấy ngoài có cái năng lực về ngôn ngữ, các bạn còn có cơ hội có thêm một cái chuyên môn khác. Người ta hay gọi là multi major, giả sử như là có tiếng Nhật, có thêm kế toán, có tiếng Nhật, có thêm quản trị kinh doanh, có tiếng Nhật, có thêm du lịch. Đó là những cái lợi thế cạnh tranh hơn so với cả những sinh viên học tiếng Nhật tại những trường khác. Sau lễ ký kết, trường sẽ xúc tiến việc mở ngành, thông báo điều kiện tuyển sinh trong cuốn Những điều cần biết. Dự kiến năm đầu tiên, trường sẽ tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho khoa này.